Đây là vạn vạn máu Bắc Hà. Lúc nãy không kịp đóng cửa. Hai con bò sữa nhá. Hai con nó. Đây là màu này, là màu này nó ra màu vàng rồi. Đây này, đây này, đây này. Để xem nào, để xem nào. Em cái đuôi này, đuôi này là đuôi lông xù rồi đây này. Anh bảo đuôi to mà. À. Xem nào. Được cái thế nào. Anh lại chưa xem cái này. Cái này. Cái tiếp này. Ba con vàng trước đi. Ba con vàng là cái. Ba con vàng, con này chấm đuôi trắng. Có một con chân trắng nữa. Ờ, con này bò sữa này. Bò sữa. Bò sữa này thì là lỗi màu. Con này là đực. Đực. Khả năng hai con hai con bò sữa đực. Đây nào. Và linh đình nàng tàng nó để đeo da trắng. Cái rồi. Một con thế là một con đực, một còn đực. Lại là cái. Còn lại là đều cái. Ba con vàng. Hai con bò sữa. Một con bò sữa, một con màu màu kiểu khoang. Con này là da trắng vàng được. Khoang. Ô mình chưa nhìn gặp con mình chưa gặp con Bắc Hà khoang nào. Bắc Hà nó có màu khoang đây. Đấy, nó có màu khoang đấy. Đây con này con khoang này. Cái. Cơ bản là mẹ nó là mẹ vẹn. Vẹn đâm ra mẹ vẹn bố trắng. Bố trắng tinh đâm ra là nó ra. Da như thế này là da ấy này, da như thế này là da da pha giữa bố với mẹ này. Như con này là trắng này, này là trắng đen này. Bò sữa rồi, con này đúng bò sữa rồi. Hay là bò sữa, con bò sữa. Đây là đúng màu, màu này là màu bò sữa. Còn con kia nó gọi là màu khoang nhỉ. À. Con kia là nó là vàng. Nó vàng với lại màu trắng. Sau này khả năng không đá vẹn đâu nhỉ. Không, hay là con... vẹn khoang. Không có vẹn. Con này thì lại đen trắng. Không có vẹn. Hôm nay nó dẫm vào con này. Con này là... kịp mở. Con này quanh là rắn. Con này là bò sữa rồi. Ờ, đây. Bò sữa được. Ok, bụng vẫn đang no. Thực ra bọn này nó có không may nó dẫm vào con nó cũng không có nguy hiểm vì bọn này nó nhẹ chó. Không, nhưng mà nó kêu nó đánh đá lắm, mẹ nó kêu lâu lắm. Ừ. Nó không như là rốt này có dẫm vào nó chỉ e lên tí thì bọn này nó dai lắm. Ăn vạ. Ừ, nó ăn vạ kinh, nó phải mẹ vào thì mấy im mồm. Không có là nó cũng nhoao đi nó tìm mẹ. Ừ. Là cho con mẹ đi à, xong lập tức vào làm một phát nó vớ được mẹ nó im luôn. Ờ, nó ăn mẹ vạ. Cái bản năng của nó cũng đã khác với chó Tây. Ờ. Ôi giời. Cứ thế mà nó gầm này, dẫm nhẹ vào nó là đi. Nó đang ngủ mà. Đây là chứng thực là cái việc là con vẹn này nó có máu Bắc Hà nhiều. Là cho con đẻ ra là đuôi to. Ơ, con này đuôi ngắn hơn một tí này. Này. Con này là ra theo kiểu lửng. Đuôi ngắn hơn một tí. Ê, để xem đến lúc cái độ bông đuôi của chúng nó như thế nào. Đây là của con Bắc Hà đực trắng với lại con vẹn cái này. Lô lần này lại béo rồi, lại chọn. Đợt trước thì nhìn thấy ông ấy hơi gầy. Ok, 5 con, 1 đực, 4 cái.